Nhà ngươi ở đâu? Tại sao lại đến đây? Ngươi là ai? Đi hấp, alo. Lô con cạc. Ngươi muốn gì? Hello. No, no. No, hello. Tao nói tiếng Việt, mày nói tiếng Anh, cho hiểu hả? Mày phải nói tiếng Việt với tao, không thôi tao đâm chết mày à mày. Chưa nắng làm gì cha? Ta là tu trường của bộ lạc Hoa Hòa Sơn. Ủa mà sao lại là Hoa Hòa Sơn? Mày không thấy áo tao mặc trái cây không mày? Ờ ha. Mặc tụt chữ gì vậy, mặc như mèo vậy? Kệ mày à tao. Ý kiến gì không? Mà thôi tụi trưởng xuống đây làm gì vậy? Bộ lạc của ta có một trò chơi mới. Có luôn. Chẳng hay là người kinh của ngươi có muốn coi hay không? Coi coi. Mặc dù tụi ta là dân tộc nhưng trò chơi của ta kinh hơn người kinh tụi bay. Tụi chơi vậy ta? Thấy hấp dẫn rồi đó. Vào trò chơi nào. Ta đang ở đâu vậy? Tụ trường ta đang ngủ ư? Ta nghe có tiếng gà kêu. Tộc 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 tộc. Ta nghe có tiếng nước chai, không lẽ ta đã dâm? Có lẽ là không phải đâu. À thì ra là tiếng nước biển. Ta tưởng là tiếng nước trong chim ta chài. Hết hồn. Ồ, cho ta cục đá. Làm gì đây? Ta sẽ cầm cục đá ta làm gì đây? Ta nghe có tiếng con gà ở trên đây. Đây 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 rồi. Đây rồi. Ta thấy tiếng con gà rồi. Nhìn con gà. Trời chết mẹ con gà. Rồi ta mất cục đá. Mẹ bà nó. Trời đất mẹ ơi. Con gà này. Mày quá trời mất dạy rồi con gà này. Ở dưới trên dân tộc ta là không có cái dù mà gà rồi mất dạy như vậy đâu. Ở đây mất dạy quá. Đập chết mẹ mày luôn. Đột cái thứ gà mất dạy. Hên quá ta có cái cây gì nè. Đây là cây đuốc à. Đâu mẹ cục đá ta rồi. Tao ném một cái nó đi văng mất mẹ rồi. Trời đất mẹ ơi. Tại mày không có con gà. Khốn nạn. Ta sẽ phải đi tìm một cục đá mời. Cục đá của tao đâu rồi. Trời ơi. Đi kiếm cục đá hồi thay cục cứt nữa mới mệt. Đây không phải là cục đá, đây là những cục đá bự hơn. Trời ơi. Đá ơi, ngươi ở đâu? Ném con cái nhẹ mất mẹ cục đá rồi. Trời ơi, thiệt là khổ. Trời ơi, sao ta không mặc cái gì hết vậy? Tại sao ta không mặc gì hết vậy? Đưa nguyên một chùm lông đen làm cho em đáo điên tâm hồn. Phải lộn. Trời đất mẹ ơi, thật là kinh khủng. Quá sức tưởng tượng. Ta phải đi tìm cục đá thôi. Cục đá ơi, ngươi ở đâu? Ta đang ở trên một cái hòn đảo gì. Khủng khiếp quá. Đâu mất mẹ cục đá rồi. Thôi, đành phải đi tìm cục đá khác vậy. Lại có tiếng một con gà khác. Trời ơi. Ôi con gà này dữ quá. Con gà này dữ quá. Nó tính tấn công ta. Các người có thấy nó tính tấn công ra cho. Trời ơi. Ta ném cục đá mà nó văng ghê không. Ồ có con hươu. Thôi ta đập con gà cho chắc. Con hươu nó hút ta lòi ruột. Ý con gà cũng bày đặt cắn nữa mày. Khốn nạn mất dạy. Ta lại thần mặt trời. Ta lại thần mặt trời. Đã cho ta con gà. Giờ ta sẽ xé thịt gà bằng cục đá. Mặc dù nó hơi bay nhầy một tí nhưng mà ta thịt. Ăn thịt gà kiểu này nó mềm. Đâu rồi? Con gà kia đâu rồi? À đây rồi. Đó nghe mốt. Các ngươi ở dưới dân tộc kinh, các ngươi ăn thịt gà đó, các ngươi đập như vậy đó là được hơn là ăn kiểu kia. Ta sẽ bơi qua hòn đảo bên cạnh. Ở đây nhiều người sinh sống quá, nguy hiểm cho ta. Ta sẽ bơi qua kia. Bơi 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 bơi.
Ta đã thu hoạch nhiều gỗ rồi, bây giờ ta sẽ thu hoạch nhiều gỗ hơn một tí nữa. Đó, ta sẽ dùng cục đá thần kỳ này, ta đập. Cái trò chơi của chúng ta rất là vui. Chỉ cần cầm cục đá thôi là làm cha, không có cục đá là làm chó. Bây giờ ta sẽ chế tạo một cây thương để ta đi săn bắt hái lượm, để ta mài thêm vũ khí sắc bén hơn, để ta tiêu diệt cái con heo này. Quá đà, hòn đá là của ta. Ha. Thật là dễ dàng. Cái trò này dễ dàng quá. Dân tộc kinh các ngươi làm gì mà chế được mấy cái đồ như ta, toàn là lấy súng bắn thôi. Ta là xài mấy cái đồ là cùi bắp, quen rồi. Đưa súng đéo biết bắn. Chết. Đâu rồi mày, đâu rồi con heo? Heo. Bây giờ chúng ta sẽ săn bắt cái con heo này. Ta vẫn chưa có quần ta mặc, hơi lòi dài một chút nhưng mà vẫn không sao. Coi như các ngươi bò qua cho ta. Ta đã chế ra được cây rìu để ta chặt gỗ nhanh hơn, các ngươi có thấy không? Không cần phải xài cục đá nữa. Đây. Đó, chặt có mấy cái là sập mẹ cái cây. Con heo nó đã ra biển rồi, heo mà sống ngoài biển, hư câu. Con heo mày, ta sẽ làm thêm một ngọn giáo để ta phóng mày. Con heo này. Bây giờ ta phải hết sức là thận trọng, không thôi là con heo nó ùi ta chết. Ta sẽ dùng cục đá này ta chọi con heo. Heo. Rồi, heo càng sức dài. Mẹ bà nó. Ở cái trò chơi này mỗi khi chúng ta chết là chúng ta phải làm lại từ đầu. Trời ơi, quá trời khổ rồi. Bây giờ phải làm ra những cái cây thương, những cái cây dao lại. Ta nghe có tiếng người. Trời ơi, ta nghe có tiếng người. Tại sao ngươi lại dí ta? Tại sao ngươi lại dí ta? Ta là một người tốt, ta là một người tu trường tốt. Tại sao ngươi không vào bộ lạc của ta mà ngươi lại dí ta? Ta có làm gì ngươi đâu. Ta có cây dao, tao đâm. Mẹ bà mày, nó đập lòi dài rồi. Giết thì giết đai đi, còn chu đích vô mặt ta. Ồ, cứu ta sống lên, cảm ơn. Ngươi cứu ta sống lên xong ngươi giết ta tiếp. Mất dài. Trời cũng đã sáng rồi, ta dình cả đêm thức trắng để ta làm cho ta một cái nhà. Có cái nhà này rồi thì ta sẽ an toàn trong cái nhà. Ha ha ha. Ta sẽ xây gỗ để cho cái sự kiên cố của nhà của ta. Ha ha. Được rồi, ta đã có nhà rồi. Lần này tụi các ngươi giết ta thì ta sẽ biến vô trong nhà cho chắc. Ta không để các ngươi giết ta nữa đâu. Dân tộc của các ngươi ác quá. Ha ha ha, ta có áo rồi nhưng mà chưa có quần. Đại mà mốt ta làm ra nhiều vải đi rồi ta may cái quần. Ta thiếu vải quá. Vẫn còn đưa cái đùm ra. Cái thằng nào ở ngoài trước nhà ta đó, mày âm mưu gì? Mày gõ cửa nữa. Được rồi. Ta sẽ đóng cửa lại. À, ta có đôi giày rồi, nhưng vẫn chưa có cái quần. Người ta nói tốt khỏe xấu che. Ta thấy chim ta bừ ta khoe. Người đâu? Nhà người ở đâu? Tại sao lại đến đây? Người là ai? Đi hấp, alo. Đi. Lô con cạc. Người muốn gì? Hello. Lô bà nội mày. No, hello. Tao nói tiếng Việt, mày nói tiếng Anh, cho hiểu hả? Mày phải nói tiếng Việt với tao, không thôi tao đâm chết mày à mày. Đứng lại, ở chuồng mày. Mày nói cái gì?
Mày hả mày? Coi mày có gì? Mày có hòn đá? Phe ly bà mẹ mày. Phe ly là gì? Hép hép gì? Mày là con sai làm sao mà hiếp? Mày có vũ khí, mày rất là nguy hiểm. Tao sẽ cứu mày lên. Tao sẽ cứu mày lên. Coi nhà ngươi muốn gì. Chẳng qua là ta tốt thôi. Thank you là bút cu đúng không? Ngươi đòi bút cu à? Mày làm gì mày cúi xuống vậy? Cút đi. Ta không thể tha cho thằng này được. Thằng này nó rất là nguy hiểm. Nó là từ bộ lạc khác. Nó có thể giết ta bất kỳ lúc nào. Đây. Hello. What gì? Tao cho mày nè. What? Cho mày đó. Thank you. Về đi, bộ lạc của ngươi đi. Đừng để ta gặp mặt nữa các cô. Đây, ta bấm what's your name đây. Ngươi tên gì? Ngươi là từ bộ lạc nào? Bộ lạc gì mà chim nhỏ quá? Ngươi thấy bộ lạc của ta chim to không? Chim tao phải tới đâu rồi? Chim mày bằng cái đầu đùa không làm sao gấp, thấy không? Cút đi bộ lạc chim nho. Làm cái gì vậy? Leo lên cục đá làm gì vậy? Ta vừa phát hiện một con mồi. Các ngươi có thấy không? Ở phía xa xa kìa, đang chạy trên bờ biển kìa. Ta sẽ giết nó. Làm gì nhảy tưng tưng như thằng điên vậy, một thằng ngoại bang khác. Chúng ta là không thể tin tưởng ai trong cái trò chơi này cả. Rất là nguy hiểm. Bây giờ ta sẽ đi theo, ta sẽ bơi theo. Ta sẽ giết nó, ta sẽ cướp đồ của nó, ta về ta xây nhà tiếp. Bây giờ ta ăn no đủ rồi, ta đã có 99 máu. Ta đã có giáp, ha ha ha. Quá đã. Mày làm cái gì mày leo núi, mày leo kỳ vậy mày, đi vòng ở cái núi không được hay sao? Đúng là cái bộ lạc kỳ lạ. Ta nghe có tiếng thằng nào đang đi ở đây. Thằng nào đâu? Ôi đù, con gâu, bà ba ba, gâu ơi, chúng ta là bạn mà. Ôi trời ơi, ta gần chết rồi. Ta không muốn mất toàn bộ đồ này đâu. Tao sẽ bơi về. Trời ơi, cái thế giới này khủng khiếp quá. Cái gì cũng có thể giết người. Cảm ơn các ngươi đã theo dõi cái trò chơi này của ta. Nếu mà các ngươi muốn xem tiếp thì nhớ bấm like và nhớ đăng ký kênh của ta để cho bộ lạc của ta có thể phát triển hơn nữa. Đó, các ngươi hãy bình luận ở dưới nghe không? Rồi, bây giờ ta xin chúc bộ lạc của các ngươi có một ngày tốt lành. Yeah. Đù me rớt me cam.